Khóa đào tạo liên tục chỉnh nha lâm sàng sẽ diễn ra vào thứ 5, thứ 6 và thứ 7 tuần này tại Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế. Đây là cơ hội tuyệt vời để nâng cao kiến thức và kỹ năng của bạn trong lĩnh vực chỉnh nha. Khóa đào tạo này sẽ được dẫn dắt bởi đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và am hiểu sâu về răng hàm mặt. Bạn sẽ học tập và trao đổi với những chuyên gia hàng đầu trong ngành chỉnh nha, từ đó cập nhật những kiến thức mới nhất và áp dụng vào công việc thực tế. Tham gia khóa đào tạo này, quý bác sĩ sẽ được tiếp cận những kiến thức mới nhất và các phương pháp chẩn đoán, điều trị tiên tiến trong lĩnh vực chỉnh nha. Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm sẽ chia sẻ những hiểu biết và kỹ năng lâm sàng giúp bạn nâng cao trình độ chuyên môn. Khóa đào tạo sẽ giúp bạn xác định rõ hơn về hướng đi và phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực chỉnh nha. Với kiến thức mới và kỹ năng chuyên môn được nâng cao, bạn sẽ tự tin hơn trong việc đối mặt với những thách thức và cơ hội mới trong ngành nha khoa. Tại đây, bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ và học hỏi từ những bác sĩ giỏi, giàu kinh nghiệm trong ngành chỉnh nha. Sự giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ từ những người đồng nghiệp sẽ giúp bạn mở rộng mạng lưới chuyên môn và nâng cao trình độ chuyên sâu. Tham gia khóa đào tạo này còn đồng nghĩa với việc bạn được khám phá văn hóa và du lịch thành phố Huế, một điểm đến với những giá trị lịch sử và văn hóa độc đáo. Sau khóa đào tạo, bạn sẽ nhận được chứng chỉ đào tạo liên tục 600 tiết về chỉnh hình răng mặt từ Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế. Chứng chỉ này không chỉ khẳng định năng lực của bạn mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển hơn cho bạn trong tương lai.